con hỏi, đây có phải là nhà thầy Đồ Kiết không ạ? Ai đấy? Dạ, con đây là học trò ở xa, nghe tiếng thầy rộng lượng, lại giỏi văn chương, nên muốn đến nhờ thầy kèm cặp để thi trạng nguyên ạ. Tiếng tôi bay cao, bay xa thế à? Dạ vâng, nhưng ai dạy anh hỏi nhà thầy Đồ Kiết? Dạ, một người đàn ông to béo, ăn mặc rất sang trọng, chắc là nhà giàu. Ông ta bảo đến phải hỏi kỹ xem, đây có phải là nhà thầy Đồ Kiết không ạ? Lại là lão phú ông đây mà. Cho trò hỏi lại, đây có chắc là nhà thầy Đồ Kiết không ạ? Đúng rồi, mời anh vào đây, tôi với anh cùng trao đổi. Này em, còn chuyến nào sang bên kia sông không? Còn một chuyến cuối, anh đi đâu mà có vẻ hối hả thế? Em mời anh uống nước ạ. Nhưng anh chỉ đủ tiền đò về thôi. Em mời anh ạ, nhìn anh như là học trò ấy. Cảm ơn em nhé. Anh là học trò, sang nhờ thầy đồ làng này kèm thêm để thi trạng nguyên. Nghe đồn thầy dạy trò nào cũng đỗ đạt và làm quan. Anh thấy thế nào, có cần em xem bài vở giúp không? Em cứ đùa, em còn nhỏ thế này thì biết gì chứ. Học trò, tập trung vào. Nhớ nội quy chưa? Ngáp mặt một cái là ta phạt tiền đấy. Dạ vâng, vâng. Trò vẫn đang tập trung đây ạ. Sắp thì đến nơi rồi mà không tập trung gì cả. Mà ta giảng như thế, anh có hiểu gì không? Trò hiểu, dạ hiểu ạ. Tốt, ngày mai ta sẽ kiểm tra lại bài hôm nay ta đã giảng. Thầy nghiêm thì việc học đạo mới tôn kính. Vâng ạ. Anh đi học về rồi đấy à? Học có vui không anh? Học thì nhiều, nhưng chẳng vào đầu chữ nào. Là sao ạ? Anh học không vào ạ? Thầy dạy nhiều, nhưng đầu óc anh nó cứ sao ấy, chữ nó không chui vào đầu. Anh gặp khó ở chỗ nào, em chỉ giúp anh. Em đùa anh đấy à? Anh tin em đi, nếu anh đỗ trạng nguyên thì phải lấy lễ sư phụ đãi em đấy. Quân tử nhất ngôn, nhưng nếu không được... Em miễn phí cho anh cả đời uống nước và đi đò. Ghê đấy. Nhưng thôi được rồi, anh tin em. Đây là câu trong bài thi trạng nguyên thầy mới giảng cho anh. Sách xưa có câu, thầy nghiêm thì việc học đạo mới được tôn kính. Nhưng hiện tại, nho sinh lại cảm thấy xấu hổ khi đến học thầy. Cốt làm những chuyện họa may hoặc qua tuần, qua tháng, lại đổi thầy. Một nho sinh mà chưa bao giờ biết gò mình trong việc tu chỉnh, khi đạt được danh vọng ở triều đình thì ít tuân theo lễ nghĩa. Đạo làm thầy bị bỏ rơi sao mà lâu thế? Làm thế nào để cứu vãn được? Cái học của người xưa nhất thiết phải có thầy. Người thầy làm nhiệm vụ truyền đạo, thụ nghiệp, nêu lên những chỗ nhầm lẫn, giải thích những điều tôn nghi trong sách vở. Các ngành, các nghề, ngay cả những nghề vụn vặt cũng không thể không có thầy được. Huống hồ người theo học đạo nho. Em nói hay quá, tiếp đi em. Là kẻ sĩ, phải thấy rằng mình được vinh hạnh. Càng chăm lo việc thực học trong lúc chưa thành đạt thì sống theo đạo lý thông thường để chờ thời gặp mệnh, không được để mất phẩm chất riêng của mình. Lúc đã được tin dùng thì phải giữ đúng danh vị và làm việc thực sự. Không thể để mất cái điều mà mình hằng mong muốn. Như thế mới có thể được... Này, có khi anh bỏ học thầy sang theo học em ấy? Không được đâu ạ. Anh cứ theo học thầy, chỗ nào khó hiểu em sẽ chỉ dẫn cho anh. Được, anh đồng ý. Ngày mai anh lên tỉnh thi rồi, anh cứ yên tâm mà thi. Em nghĩ đề sẽ không quá khó đâu. Em đi thi chưa mà rõ thế? Em hay đọc đề thi các năm mà. Em đúng là thần đồng. Cả làng ơi, học trò của tôi đỗ trạng nguyên rồi. Học trò của tôi đỗ trạng nguyên rồi. Ôi, thầy đồ giỏi quá nà. Thầy cứ giấu nghề. Tôi có biết gì đâu. Thầy giỏi mà.
sư phụ của trò đây rồi. Học trò của tôi đỗ trạng nguyên rồi. Còn đúng là học trò xuất sắc nhất của ta. Con cảm ơn thầy ạ. Thế sao anh ấy lại tôn Hồng Xiêm là sư phụ? Có gì đâu, tớ chơi ô ăn quan thắng anh ấy thôi mà.